Hoàng Long âm thanh số xin chào anh Tuấn. Anh ở huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Trước tiên cho em xin thay mặt toàn thể anh em trong công ty xin cảm ơn anh đã quan tâm và ủng hộ các mặt hàng bên công ty em phân phối bán ra. Anh có đặt bên công ty em một chiếc SUV JBL 83525 mã đấy ạ. Em cũng vừa bỏ trong thùng ra, kết nối sẵn để test kiểm tra xong để gửi đi cho anh. Em có tặng anh mấy mét dây này để anh lấy tín hiệu âm thanh vào, đưa vào đưa từ cục đẩy hoặc âm bi ra SUV. Và nhân dịp công ty em chương trình tri ân khách hàng, em có tặng anh một phần quà nhỏ nhỏ, một gói trà Tân Cương, trà của Thái Nguyên. Hương vị trà rất là thơm ngon, để anh thưởng thức trà ngồi nghe nhạc du dương, rất là sảng khoái tinh thần. Vâng ạ. Và giờ em bật SUV lên để cho anh nghe và thẩm định chất âm của em nó. Vâng ạ, giờ em lại tắt SUV đi để cho anh nghe thử và cảm nhận khi SUV ngừng hoạt động, các giải âm nó ra nó như thế nào. Vâng ạ, giờ em sẽ bật SUV lên để cho anh dễ so sánh. Vâng, em đang bật SUV đây. Vâng ạ, tiếng bass rất là sâu, rất là hay. Phải nói là rất là uy lực. Nghe rất là phê bác ạ, phải nói một từ gọi là thanh niên người ta hay nói là phê. Rất là đẹp mắt. Từ hình thức bên ngoài đến chất lượng âm thanh đều rất là tuyệt vời anh ạ. Đây là cấu hình mặt sau của em nó. Vâng ạ. Chắc là các cách kết nối đấu ghép anh cũng đã biết rồi. Vâng. Nhưng cái đấy em cũng không nói sâu làm gì, vì anh đã biết. Và giờ mục đích chính vẫn là để anh nghe và thẩm âm và kiểm tra chất lượng. Vâng ạ, xa xa cái là hộp của em nó. Đây em cũng vừa bóc vừa để gọn vào. Tí em sẽ lấy xuống để em đóng hàng gửi đi cho anh. Đồng thời là em cũng có những cái mạch xốp này để chèn các góc cạnh. Anh hoàn toàn yên tâm nhé khi sản phẩm trên đường đến tay anh. Vâng, một lần nữa em xin thay mặt toàn thể anh em trong công ty xin chân thành cảm ơn anh. Và xin kính chúc anh có thật nhiều sức khỏe. Em xin chào tạm biệt anh và hẹn gặp lại anh ạ.